Chỉ số S&P 500 kết thúc ngày hôm nay đã tăng lên 38,46 điểm, có nghĩa là cho tới thời điểm bây giờ thì chỉ số S&P 500 đã có cái sự tăng trưởng trở lại và từ đầu năm cho tới bây giờ đã đi ngược trở lên và đã có cái sự tăng trưởng là 1,2% sau khi mà có cái sự xuống giá mạnh lúc mà dịch bệnh xảy ra các bạn thấy được là cũng tương tự như là chỉ số Nasdaq chúng ta đã nói tới hồi cuối tuần thì tuy là chỉ số S&P 500 bây giờ vẫn chưa đến cái mức là đã đạt được đỉnh mới nhưng mà chỉ số S&P 500 bây giờ đã có cái sự hồi phục cũng như là chữ V các bạn thấy được là đã xảy ra với lại Nasdaq và thật ra ngoại trừ S&P 500 thì các bạn thấy là tất cả những chỉ số lớn ngày hôm nay của chứng khoán Hoa Kỳ đều đã tăng trưởng như các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones tăng 1,7%, S&P 500 tăng 1,2% và Nasdaq tăng 1,13%. Và với cái tốc độ này thì bạn sẽ thấy được là chỉ số Dow Jones và S&P 500 cái khả năng mà đạt được đỉnh cao mới trong thời gian tới đây là một điều hoàn toàn có thể. Và các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào các chỉ số của đồng tương lai ngày mai thì phần lớn là không có cái sự di chuyển mạnh Các bạn thấy được là chỉ số của Dow Jones Futures thì chỉ tăng 0,03% Trong khi mà S&P Futures thì xuống 0,15% và Nasdaq thì xuống 0,08% Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Là chúng ta sẽ không nói quá nhiều về thị trường chứng khoán mà chúng ta sẽ chú tâm vào một câu hỏi là đối với cái sự mà tăng giá trong cái thời gian gần đây của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Bitcoin. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ chúng ta đã bắt đầu bước vào một tuần mới. Và các bạn thấy là hôm nay ngoài chị chúng ta sẽ nói về Bitcoin ra chúng ta cũng sẽ nói về một cái vấn đề khác liên quan tới Ethereum chính là vấn đề liên quan tới DeFi thì các bạn thấy là cái số lượng tiền mà đã được lock vào những cái ứng dụng DeFi, những cái ứng dụng tài chính phi tập trung đã lên trở lại trở về cái mức là hơn 1 tỷ đô la và phần lớn những ứng dụng này vẫn là đứng đầu là đồng Ethereum thì điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Ethereum trong tương lai về mặt giá cả? Đây sẽ là điều thứ nhì mà chúng ta sẽ nói tới và điều kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sẽ là một số những cái tài liệu nhỏ như là liên quan đến cái à, phí trên mạng lưới của Ethereum so với Bitcoin trong cuối tuần qua cũng như là chúng ta nói về là trong cái thời gian là mấy năm qua thì Coinbase sàn Coinbase mỗi lần mà bịt không dao động thì sàn Coinbase đã bị tắt nghẽn và không cho giao dịch bao nhiêu lần đây chính là những gì mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là vào trang web thuận capital.com thì các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là facebook telegram và twitter và nếu như các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch thì ở phía dưới cũng có những cái link như là những cái sàn margin như là stepx và bybit nhưng mà có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là sàn nepx sẽ có một cái ưu đãi dành riêng cho à, những member của Thuận Capital, những bạn nào mà theo dõi kênh của Thuận thì trong 2 ngày tới đây Thuận sẽ đưa ra thêm những cái thông báo cho nên những bạn nào mà muốn đăng ký sàn SnapX để mà chơi margin thì các bạn nên chờ thông báo của Thuận tại vì các bạn sẽ được thưởng thêm 2.000 điểm Snap khi mà các bạn đăng ký dưới link của Thuận Capital. Trong vòng 2 ngày tới đây Thuận sẽ chia sẻ thêm những cái chi tiết uh, trong những cái video cũng như là Thuận sẽ chia sẻ ở trên những cái mạng xã hội để các bạn có thể nhận được thêm nhiều điểm ưu đãi khi mà các bạn tham gia sàn margin SnapX. Tuy nhiên Thuận cũng thường hay nói với các bạn là chơi margin thì có nguy hiểm cao cho nên không phù hợp với những bạn mới, chỉ thích hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading và các bạn có thể tham gia những sàn như là binance hay là coinbase link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này à, bây giờ tôi muốn trở lại để mà chia sẻ với các bạn về cái tình hình của bitcoin bây giờ so với chứng khoán các bạn thấy là chứng khoán đã tăng lên thì bitcoin sẽ như thế nào tôi nghĩ là một trong những cái điều mà khó hiểu cho những bài nào mà mới vừa tham gia thị trường crypto đó chính là cái sự tương quan giữa Bitcoin với những cái mảng đầu tư khác. Như các bạn có thể đã từng nghe nói tới là có lúc thì nhiều người nói là Bitcoin là một cái vàng điện tử thì đương nhiên nếu như mà đã là vàng điện tử thì Bitcoin và vàng thì giá cả phải đi cùng một xu hướng. Nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy được là một ngày mà Bitcoin tính ra thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ là không có cái sự di chuyển mạnh chỉ xuống có 0,5% tuy nhiên trong thời gian khoảng chừng là một tiếng đồng hồ vừa qua các bạn thấy là Bitcoin đã đi di chuyển từ cái mức là thấp nhất là khoảng 9.567 và cao nhất là khoảng 9879 trên sàn Coinbase và các bạn thấy là hôm nay thì chúng ta nhìn vào cái giá của vàng futures thì trên CNBC là cái sự thay đổi là không có nhiều xuống 0,17% thì ít ra hôm nay các bạn thấy được là vàng và Bitcoin thì cũng đi cùng một cái xu hướng dao động là không nhiều trên vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì đi xuống một ít nhưng mà thật ra khi chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn thì vàng như Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua thì các bạn thấy là cái sự tương quan là không có cùng một xu hướng có nghĩa là có nhiều khi là vàng với Bitcoin là cùng một xu hướng có nhiều khi là ngược hướng với nhau cho nên các bạn thấy được ở sự tương quan lâu dài giữa vàng và Bitcoin là hầu như là chúng ta chưa có kết luận thời điểm bây giờ và ngay cái khi mà chúng ta nhìn vào uh, bitcoin với lại thị trường chứng khoán thì các bạn thấy là có nhiều người thì nói là bitcoin là một cái bản đầu tư mà có cái uh, độ nguy hiểm cao cho nên bitcoin chỉ tăng giá khi mà thị trường chứng khoán tốt có nghĩa là lúc đó thì những nhà đầu tư họ sẽ chấp nhận nguy hiểm cao hơn cho nên họ mới à, đầu tư vào thị trường bitcoin là một cái gọi là risk on asset có nghĩa là họ chỉ đầu tư khi mà mọi việc đều tốt họ có lòng tin vào thị trường tài chính cho nên chấp nhận nguy hiểm cao nhưng mà nhiều người thì lại nói ngược lại nói là bitcoin chỉ tăng giá khi chúng ta thấy những cái như khủng hoảng tài chính thì sự thật là như thế nào thì các bạn thấy được là khi chúng ta so sánh Bitcoin với lại uh, thị trường chứng khoán trong thời gian dài hạn như là S&P 500 thì chúng ta có nên nhìn vào nhiều biểu đồ trước đây thì các bạn thấy được là cũng tương tự như là vàng trong cái thời gian dài hạn thì Bitcoin và chứng khoán dây sự tương quan cũng không rõ ràng và cho tới ngày hôm nay điều mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn là đối với Thuận bây giờ cái sự tương quan giữa Bitcoin và vàng hay là giữa Bitcoin với lại chứng khoán như là S&P 500 thì các chỉ số chứng khoán như là Bitcoin các bạn thấy được là bây giờ kết luận chỉ là chúng ta không thấy được một cái sự tương quan mật thiết nào giữa Bitcoin với những mảng đầu tư khác trong cái thời gian lâu dài nhưng mà có một điều mà quan trọng hơn mà các bạn cần phải lưu ý tôi nghĩ là một trong những cái biểu đồ mà rất là quan trọng ở trong đầu tư Bitcoin lâu dài mà các bạn cần phải lưu ý tới đó chính là cái biểu đồ Hodl Wave thì những bạn nào mà thường xuyên theo dõi kênh Thuận Capital của bạn cũng đã từng nhìn thấy Thuận chia sẻ Hoda Waves rất là nhiều lần Thì đây là một cái biểu đồ các bạn có thể tìm thấy được ở trên Unchain Capital Thì biểu đồ này nói là có bao nhiêu Bitcoin được lưu trữ ít nhất là bao nhiêu năm và phần trăm đó là bao nhiêu Thì các bạn có thể là nhìn vào cái biểu đồ này để thường cho các bạn một cái ví dụ Giới xin chúng ta nhìn vào cái tài liệu mới nhất Thì các bạn có thể là đếm từ dưới lên trên thì các bạn thấy được là ở phía dưới cùng hết bây giờ đó chính là cái số lượng Bitcoin mà được lưu trữ mà không di chuyển từ một ngày tới một tuần thì số lượng Bitcoin đó là 5,35% kế đó là từ một tuần cho đến một tháng thì là 5,67% và các bạn thấy là cứ tiếp tục đi lên từ 1 tháng tới 3 tháng, 3 tháng tới 6 tháng. Nhưng mà điều mà thường nghĩ là quan trọng nhất đó chính là cái số lượng người mà đã uh, mua Bitcoin hồi cách đây hồi năm 2017 lúc mà giá Bitcoin bắt đầu uh, có cái đà lên cao lên tới 20.000 nhưng mà lại tiếp tục lưu trữ thì các bạn thấy được là cái số lượng người đó là từ 2 cho đến 3 năm thì các bạn thấy được là cái đường các bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường mà giữa màu xanh lá cây với lại màu xanh dương lạc này thì các bạn thấy là từ 2 tới 3 năm thì bắt đầu là khoảng chừng là giữa năm 2017 thì cái số lượng Bitcoin mà không có di chuyển từ 2 đến 3 năm là khoảng chừng là 9,9% cho là 10% đi thì cho tới ngày hôm nay các bạn thấy được là cái số lượng đó ngày lại càng tăng lên và ngày lại càng tăng lên tăng cho tới ngày hôm nay cái số lượng Bitcoin mà lưu trữ từ 2 tới 3 năm mà chưa được di chuyển đã lên tới cái mức là 15% ở thời điểm hiện tại. Có nghĩa là mỗi lần mà các bạn thấy là giá cái Bitcoin tăng lên mạnh, thị trường crypto sôi động hơn thì sẽ thu hút được rất nhiều những cái người mới tham gia vào thị trường này. Nhưng mà sau đó khi mà giá cả đi xuống mạnh sau khi mà kết thúc một cái chu kỳ thì các bạn thấy được là sẽ có rất nhiều người và rất nhiều người rời khỏi thị trường này, nhưng mà vẫn sẽ còn có một cái số lượng người chấp nhận ở lại tại vì thấy được cái giá trị của Bitcoin lâu dài cho nên họ vẫn tiếp tục lưu trữ Bitcoin của mình là từ rất lâu cho nên các bạn thấy là cái số lượng người đó mỗi một lần mà một chu kỳ kết thúc thì cái số lượng người mà tin tưởng Bitcoin mà lưu trữ lâu dài như là vàng điện tử thì sẽ ngày lại càng tăng hơn và đây mới chính là cái số lượng người mà gây áp lực đối với nguồn cung có nghĩa là các bạn sẽ thấy được là cái số lượng Bitcoin này là bây giờ là khoảng 15% đã không có di chuyển từ 2 đến 3 năm thì cái số lượng Bitcoin này là không còn ở trên những cái sàn giao dịch Các bạn thấy là những cái Bitcoin mà không di chuyển lâu hơn như là hơn 5 năm là tới 21,56% phần trăm các bạn thấy là phần trên này nhưng mà thật ra một phần của cái số lượng bitcoin mà không di chuyển hơn năm năm thì được nghĩ là tại vì cái khóa cá nhân đã bị mất nhưng mà càng ngày thì cái số lượng người mà lưu trữ hai tới ba năm này giả sử như là một hai năm sau thì họ sẽ đẩy lên con số kế tiếp đó chính là không có di chuyển từ ba tới năm năm thì các bạn thấy được là cái số lượng bitcoin mà không có di chuyển ít nhất là 2 năm đã lên tới con số là gần như là 20% của tất cả các số bitcoin bây giờ thì trong thời gian lâu dài thường thì tin tưởng là cái số lượng người mà lưu trữ bitcoin uh, mà không có di chuyển mà lâu năm thì ngày sẽ càng tăng lên và đây là một cái áp lực rất là lớn tại vì nguồn cung của bitcoin là có hạn và đây mới chính là cái điều mà thường nghĩ là quan trọng hơn hết chỉ cần là chúng ta có uh, nhiều người càng ngày càng nhiều người tin tưởng lưu trữ bitcoin dài hạn như là một cái tài sản và càng ngày thì cái nguồn cầu bitcoin lại càng tăng hơn thì giá cũng sẽ tăng theo đây mới chính là cái điều mà thường muốn các bạn lưu ý tới và thường hy vọng là các bạn uh, hiểu được cái bạn hold the wave này có ý nghĩa như thế nào điều kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ chuyển qua và nói về Ethereum. Thì mình thấy được là ngày hôm nay thì DeFi Post đã chính thức cho thấy được là cái số lượng tiền bị lóc lại bởi những cái ứng dụng DeFi đã trở về 1 tỷ đô la. Trước đây các bạn thấy cũng đã có lần à, cái số lượng tiền mà lưu trữ ở trên những cái ứng dụng DeFi đã hơn 1 tỷ đô la để chúng ta nhìn vào một năm vừa qua. Thì mình thấy được là cái số tiền cao nhất mà được lưu trữ trong những ứng dụng DeFi là khoảng chừng là giữa tháng 2, lúc đó là lên tới 1,24 tỷ Thì cái số tiền này liên quan gì đến Ethereum Các bạn sẽ thấy được là những cái ứng dụng DeFi, những cái ứng dụng mà tài chính phi tập trung Thì các bạn thấy là toàn bộ là trên mạng lưới của Ethereum Khi chúng ta nói tới những cái ứng dụng lớn như là Maker Synthetic Compound các bạn thấy được là trong cái list 27 ứng dụng lớn nhất mà trong danh sách DeFi này thì chỉ có một ứng dụng là không phải nằm trên mạng lưới của Ethereum đó chính là mạng lưới Lightning Network nhưng mà chỉ nằm ở hạng thứ 11 phần lớn bây giờ là cái số tiền mà được giữ ở trong maker và đây là một cái ứng dụng sử dụng ethereum thì khi mà thường post cái bài viết liên quan tới cái số lượng Ethereum được nạp vào trong những ứng dụng DeFi bị lock lại Thì cũng có rất nhiều bạn hỏi là bị lock lại nghĩa là sao Thì trước đây thường cũng đã làm một số video liên quan tới ứng dụng tài chính phi tập trung DeFi là gì Và thường cũng đã làm một cái video liên quan tới đồng ổn định phi tập trung DAI ở trong mạng lưới của Maker Nhưng mà để nói một cách đơn giản thì khi mà các bạn muốn sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung DeFi thì các bạn cần phải nạp đồng Ethereum vào dùng đó để mà làm thế chấp để các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng tài chính phi tập trung như là các bạn dùng đó để làm thế chấp để mà uh, mượn tiền hay là các bạn dùng đó để mà cho vay hay là các bạn uh, có thể mua bảo hiểm trên những cái ứng dụng tài chính phi tập trung này nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì 52% của tổng số Ethereum mà nạp vào những cái ứng dụng phi tập trung này, tại vì các bạn khi mà nạp vào thì miễn là các bạn cần phải sử dụng ứng dụng thì các bạn không thể lấy đồng Ethereum ra cũng tương đương và số lượng Ethereum đó là đã bị lock lại trong những cái ứng dụng này và các bạn không thể uh, trade nó trên những cái sàn giao dịch. Nhưng mà các bạn thấy 52% là nằm ở trên mạng lưới của Maker thì Maker là gì? Các bạn uh, sẽ thấy được là Maker ở trên thị trường bây giờ các bạn thấy đồng Maker là đồng MKR thì đồng MKR này là có tổng số vốn hóa là 490 triệu với một đồng với trị giá là 556 đô đứng hàng thứ 27 và các bạn thấy là đồng Maker cũng là một đồng mà cũng rất là được nhiều người ưa chuộng các bạn thấy là trên những cái sàn như là Bitfinex hay là các bạn thấy là sàn KuCoin OKX nhưng mà cái đồng Maker này là liên quan tới một đồng khác đó chính là đồng Dai DAI là một cái đồng ổn định phi tập trung Các bạn thấy được giá một đồng đài là một đô la Đứng hàng thứ 55 với tổng số vốn hóa là 122 triệu Thì các bạn thấy được là đồng đài là một đồng mà còn được nhiều người ưa chuộng hơn Tại vì các bạn thấy là đồng đài có thể được uh, sử dụng trên những sàn như là Coinbase Pro Hay là Gemini hay là Kraken, Bitmax, KuCoin, Bitrex thì các bạn thấy là đồng đai là một đồng ổn định mà sử dụng cơ chế phi tập trung và cái cơ chế đó là được quản lý bởi maker thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản đồng đai là cái đồng ổn định phi tập trung và cái đồng quản trị là đồng maker những người mà nắm giữ đồng maker thì có thể là bỏ phiếu cho những cái việc liên quan tới đồng đai như là các bạn thấy là khi mà các bạn thế chấp ethereum để có được đồng đai thì các bạn có thể là lên trên những cái sàn giao dịch để mà mua nhưng mà nếu bạn muốn tạo đồng đai thì các bạn trước hết là phải có đồng ethereum thường thì các bạn bỏ đồng Ethereum vào thì các bạn dùng đó làm thế chấp các bạn có thể là mượn đồng đai tương đương với giá trị là khoảng 2 phần 3 nghĩa là 66 phần trăm thì có nghĩa là nếu các bạn bỏ vào 1.000 đô uh, bằng đồng Ethereum thì các bạn có thể mượn ra đồng đai là khoảng 666 đồng mỗi đồng là một đô la thì các bạn có thể dùng đó để mà trade những cái sàn như ta mới vừa nói tới như là Coinbase, hay là Kraken hay là KuCoin thì các bạn thấy được là đồng đai là một đồng uh, ổn định thì khi mà các bạn thế chấp đồng Ethereum thì các bạn là trước hết nếu các bạn mượn thì đương nhiên là các bạn phải trả lãi Và lãi thì uh, di chuyển rất là nhiều Các bạn thấy là nhiều khi là từ uh, 0,5% mà nhiều khi lên tới là 19% Tùy theo là mạng lưới như thế nào Ethereum lúc đó giá cả bao nhiêu Và một trong những cái người mà có thể uh, đưa quyết định là tiền lời là bao nhiêu Đó chính là những người mà lưu trữ đồng Maker Và đồng DAI thì tuy là các bạn có thể là nạp vào và mượn ra khoảng là 2 phần 3 uh, giá trị bằng đồng đai khi các bạn nạp đồng Ethereum vào nhưng mà thường thường người ta sẽ nạp vào cái số lượng nhiều hơn tại vì khi mà các bạn thấy là đồng Ethereum giá trị dao động mà cái số lượng tiền thế chấp không còn đủ cái số lượng cần thiết so với cái số tiền mà các bạn đã mượn ra khỏi cái mạng lưới của Maker thì lúc đó các bạn sẽ bị một số vấn đề như là các bạn phải bị phạt 13% vì lý do đó cái số lượng tiền mà người ta nạp vào để mà mượn đồng đai ra thì là hơn cái số 2 phần 3 rất là nhiều Nghĩa là người ta có thể nạp 1.000 đô mà chỉ mượn con số rất là nhỏ Và vì lý do đó các bạn thấy được là cái số lượng đồng đai trên uh, thị trường bây giờ là khoảng 122 triệu Nhưng mà cái số lượng uh, tiền nằm ở trong Maker bây giờ các bạn thấy đã lên tới con số là 532 triệu Có nghĩa là số lượng này nạp vào maker để mà tạo ra những đồng ổn định, phi tập trung, đồng đai Thì các bạn đã thấy được là cái số lượng Ethereum mà bị lóc lại không được di chuyển là rất là nhiều Và đây là một trong những cái điều khiến cho đồng Ethereum cái số lượng đồng Ethereum di chuyển ở trên những cái sàn giao dịch là rất là thấp so với số lượng đồng Ethereum mà được đào ra Và đối với lại cái tình hiện tại thì trước khi mà có cái sự việc liên quan tới dịch bệnh thì các bạn thấy là những ứng dụng phi tập trung đang trên cái đà tăng lên rất là nhanh nhưng mà sau khi dịch bệnh thì các bạn thấy là à, cái số lượng DeFi, cái số lượng tiền trong DeFi đã bị giảm xuống rất là nhiều nhưng mà bây giờ bắt đầu đã đi trở lại và trong thời gian tới đây thì đừng có lòng tin là DeFi là một trong những cái điều mà các bạn cần phải quan tâm tới khi mà các bạn nói tới cái sự phát triển của Ethereum sau này. Và nếu như mà DeFi càng ngày càng có nhiều người quan tâm tới và số lượng tiền ở Ethereum càng ngày à, bị lock càng nhiều hơn thì có nghĩa là cái nguồn cung của ethereum sẽ bị giảm đi rất là nhiều nhưng mà có một bạn comment một điều mình thường cảm thấy là thường cần phải giải thích rõ hơn thì bạn này nói là nguồn cung của ethereum là vô hạn thì điều này là hoàn toàn đúng nhưng mà để các bạn hiểu rõ hơn là nguồn cung vô hạn với lại cái phần trăm lạm phát là bao nhiêu thì chúng ta hãy nhìn vào một số tài liệu như là tài liệu được chia sẻ uh, bởi ethereum trực tiếp thì các bạn thấy được là ethereum bây giờ ở thời điểm hiện tại thì cái phần trăm lạm phát tuy là Ethereum có cái nguồn cung vô hạn nhưng mà phần trăm lạm phát ở thời điểm hiện tại là chỉ khoảng chừng là 4,5% mỗi một năm phần trăm lạm phát này thực sự là không có nhiều các bạn thấy được là đây là cái phần trăm lạm phát mà nhiều quốc gia mong muốn là có thể là quản lý phần trăm lạm phát trong phạm vi là 4% và mỗi một block bây giờ là khoảng chừng là hai đồng Ethereum sẽ được tạo ra. Và thực ra cái con số 2 đồng Ethereum này ở thời điểm hiện tại là đã được giảm đi rất nhiều so với con số ban đầu. Các bạn thấy được là ban đầu thì cái số lượng Ethereum ra đời mỗi một block là khoảng 5 đồng Ethereum. Sau đó năm 2017 thì chúng ta có cái hard fork Byzantium thì lúc đó đã giảm đi từ 5 đồng Ethereum giảm xuống còn 3 đồng Ethereum mỗi một block. Và năm 2019 đầu năm thì các bạn có uh, một cái hard phố khác đó chính là Constantinople của Ethereum Thì cái số lượng đồng Ethereum được ra đời đã bị giảm đi từ 3 đồng Ethereum một block chỉ còn có 2 đồng Ethereum một block Thì khi chúng ta nhìn vào những con số giảm này từ 5 tới 3 rồi 3 tới 2 một block thì không có nhiều Nhưng mà thật ra khi các bạn nhìn vào phần trăm như là từ 5 đồng Ethereum xuống còn 3 đồng Ethereum cũng đồng nghĩa là cái phần trăm lạm phát của Ethereum đã bị giảm đi 40%. Thì vì các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới mạng lưới của Bitcoin thì Bitcoin halving thì giảm đi 50% mà trong khi năm 2017 thì Ethereum đã giảm đi 40%. Và khi mà chúng ta nói tới năm 2019 mà cái số lượng Ethereum ra đời mỗi một block bị giảm đi từ 3 đồng Ethereum xuống còn 2 đồng Ethereum thì cũng tương đương với lại là giảm đi 33% của cái phần trăm lạm phát con số này thật sự rất lớn và khi mà ethereum có cái uh, mạng lưới proof of stake mạng lưới mà cổ phần thì các bạn thấy được là cái phần trăm lạm phát ngày sẽ bị giảm đi và sẽ giảm tới cái mức mà các bạn thấy là tùy theo là chúng ta có bao nhiêu người tham gia vào staking thì nếu như mà càng ít người thì cái phần trăm lạm phát sẽ càng giảm đi chỉ còn khoảng chừng là trăm mỗi một năm có nghĩa là gần như là 0% lạm phát và nhiều nhất là lên tới con số là 1,71% mỗi một năm cho nên À, tuy là Ethereum là một cái mạng lưới mà nguồn cung không giới hạn nhưng mà phần trăm lạm phát thực sự là không có đáng lo ngại dựa theo mà những gì mà chúng ta đã chứng kiến được là càng ngày cái số lượng Ethereum ra đời à, sẽ càng bị giảm đi và có thể nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao mà Ethereum lại không giống như những đồng khác mà có cái số lượng nguồn cung à, giới hạn thì chúng ta cũng đã nói tới trong một số video là Vitalik Buterin không có tin tưởng là nguồn cung giới hạn là một điều tốt so với cái sự an toàn của mạng lưới và Buterin thì nghĩ là chúng ta phải cần không một mạng lưới mà có cái phần trăm lạm phát ổn định không có nhiều nhưng mà phải có phần trăm lạm phát để mà khuyến khích nhiều người tham gia mạng lưới để mà bảo vệ mạng lưới chứ nếu như mà chúng ta có một mạng lưới như là bitcoin thì và thayer nói là tương lai khi mà không còn bitcoin mới ra đời hay là bitcoin mới ra đời không còn là bao nhiêu thì lúc đó những thời đào có còn hứng thú để mà đào bitcoin hay là không lúc đó ai sẽ bảo vệ mạng lưới bitcoin cái số lượng phí thu được từ mạng lưới bitcoin có đủ để mà khuyến khích cái thời đào tiếp tục bảo vệ mạng lưới hay là không đây là những câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời chỉ khi nào chúng ta đến được thời điểm đó mới biết được câu trả lời nhưng mà đối với và Thaler thì và lịch nghĩ là một mạng lưới cần phải có phần trăm lạm phát để bảo đảm sự an toàn đó chính là lý do tại sao mà mạng lưới của Ethereum không có cái uh, nguồn cung giới hạn nhưng mà cái phần trăm lạm phát là một phần trăm rất là thấp thì để cho các bạn thêm một cách nhìn khác về cái số lượng phần trăm lạm phát này là như thế nào thì chúng ta so sánh với lại những cái mảng đầu tư khác thì Ethereum là khan hiếm ra sao thì các bạn nhìn vào một bài viết được chia sẻ cách đây 2 tuần bởi MB Crypto thì các bạn có đã biết là Bitcoin thì có cái mô hình stock to flow cho chúng ta biết được là cái mô hình khan hiếm này chuẩn đoán giá Bitcoin là sẽ ra sao thì các bạn thấy Ethereum thì cũng có cái mô hình stock to flow và dựa theo Alexander thì chia sẻ là cuối năm 2019 thì chỉ số stock to flow của Ethereum là 21,95 À, so với lại những mảng đầu tư khác thì các bạn thấy được là gần như là tương đương với lại bạc Bạc bây giờ là 22. thì để các bạn hiểu một cách đơn giản, những bạn nào mà thường theo dõi kênh này thì cũng đã biết là cho Flow thì là một chỉ số đo lường cái gì. để hiểu một cách đơn giản, thì con số 22 này, đối với bạc có nghĩa là tốn 22 năm thì cái số lượng bạc đào ra được mới bằng cái số lượng bạc trên thị trường hiện tại. thì cũng tương tự Ethereum là 21,95 cuối năm 2019 có nghĩa là phải tốn 21,95 năm thì lúc đó cái số lượng Ethereum đào ra mới bằng cái số lượng Ethereum trên thị trường hiện tại cho thấy được là Ethereum có thể nói là bây giờ là so với cái phần trăm lạm phát thì là ngang hàng với lại bạc tại vì các con biết là bạc vàng thì tất cả những cái tài sản đó đều có phần trăm lạm phát năm nào cũng có vàng được đào ra năm nào cũng có bạc được đào ra thì phần trăm lạm phát của Ethereum là tương đương với là bạc hiện tại thì cái chỉ số Uh, stock to flow này càng cao thì đương nhiên là vật đó càng kháng hiếm Như là các bạn có thể thấy được là vàng thì có cái chỉ số stock to flow lên tới 60 Có nghĩa là nếu muốn có được cái số lượng vàng trên thị trường thì phải đào tới 60 năm nhưng mà Ethereum thì chứng đoán là các bạn thấy là tại vì mỗi một năm cái số lượng Ethereum ra đời sau này là cái số lượng đó là cái số lượng ấn định là tính theo cái số Ethereum chứ không phải tính theo cái phần trăm. Thì đương nhiên càng ngày càng có nhiều Ethereum thì cái phần trăm lạm phát sẽ càng giảm xuống. Thì chứng đoán bởi Alexander ở trên Twitter thì nói là Ethereum chứng đoán là khoảng năm 2022. Có nghĩa là bây giờ là năm 2020 chỉ còn 2 năm nữa thì cái chỉ số stock to flow của Ethereum có thể là lên tới là 58,5, có nghĩa là gần như là tương đương với vàng trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, đây là một con số chuẩn đoán, Thì vì chúng ta chưa có mạng lưới uh, staking của Ethereum, chúng ta không biết được là bao nhiêu người sẽ stake. Càng nhiều người stake thì cái số lượng uh, phần trăm lạm phát sẽ càng lên cao. Như là các bạn thấy được là chuẩn đoán bởi đội Ethereum thì cái phần trăm lạm phát nếu như mà chúng ta có cái số lượng người staking nhiều nhất

nhưng mà các bạn thấy được là ethereum thì đang tiến đến cái uh, chỉ số stock to flow khan hiếm như là vàng những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây là thứ nhất đúng là ethereum là một mạng lưới mà nguồn cung không có giới hạn nhưng mà điều thứ nhì không có giới hạn đó là tại vì uh, cái đội ethereum tin tưởng là nguồn cung không giới hạn là một cái sự đánh đổi tốt so với mạng lưới được bảo vệ như thế nào và điều thứ ba đó chính là liên quan tới là nguồn cung không giới hạn nhưng mà phần trăm lạm phát rất là thấp đây là ba điều mà tôi muốn các bạn hiểu về mạng lưới của Ethereum. Và có một số những cái tài liệu nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn như là liên quan tới cuối tuần qua thì chúng ta nhận được một số tin tức được chia sẻ bởi Classno thì nói là cái số tiền mà những thợ đào nhận được phí giao dịch trên mạng lưới của Ethereum đã cao hơn cả Bitcoin như là ngày 6 tây thì cái số tiền mà các thợ đào có thể nhận được từ phí giao dịch đã lên tới 498.000 trên mạng lưới của Ethereum so với Bitcoin chỉ có 308.000 và một ngày sau đó thì cái số lượng uh, tiền phí giao dịch mà trên mạng lưới của Ethereum nó lên tới 540.000 so với lại Bitcoin chỉ có 258.000 thì một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là cách đây chỉ có khoảng chừng là thời gian khoảng chừng là 4 tuần sau khi mà chúng ta có Bitcoin halving thì cái phí đã tăng lên rất là cao tại vì lúc đó là mạng lưới của Bitcoin chưa có được điều chỉnh lại cái độ khó vẫn còn cao nhưng mà sau khi độ khó điều chỉnh lại thì cái phí Bitcoin các bạn cũng đã thấy là bây giờ đã rất thấp so với cái này một tháng cái một tháng các bạn phải trả cái phí lên tới là 5-6 đô la bây giờ thì đã trở lại khoảng chừng là một đô la khi mà các bạn gửi trên mạng lưới của Bitcoin thì cái độ khó đào đã điều chỉnh lại cho nên cái phí giao dịch là sẽ đi xuống mạng lưới của Ethereum thì một trong những cái điều mà thường cảm thấy là lo lắng hơn đó chính là triển khai Ethereum 2.0 có thuận lợi hay là không tại vì với cái tình hình hiện tại càng ngày thì các bạn thấy được là cái nhu cầu sử dụng mạng lưới của Ethereum càng cao một trong những dẫn chứng là các bạn thấy được là cái phí giao dịch trên mạng lưới của Ethereum cái phí mà thu được đã tăng lên rất là nhiều, có nghĩa là nhu cầu rất là cao Và một trong những nhu cầu là đến từ những cái đồng ổn định Mà chúng ta không nói riêng về những đồng ổn định từ những ứng dụng DeFi như là đồng DAI Mà chúng ta nói tới là đồng uh, Tether bây giờ là cũng giao dịch trên mạng lưới của Ethereum Những đồng khác như là các bạn thấy là đồng Gemini Dollar Cái nhu cầu của những đồng ổn định thì ngày lại càng tăng lên và mạng lưới của Ethereum có bị tắt nghẽn hay là không có chịu nổi hay không có chờ đến Ethereum 2.0 được hay không đây vẫn là một câu hỏi mà chúng ta chưa có câu trả lời nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì Ethereum vẫn là mạng lưới lựa chọn hàng đầu cho ứng dụng DeFi cũng như là những ứng dụng phi tập trung và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái thuyết uh, được chia sẻ bởi CryptoWell thì có rất nhiều bạn thường hay comment nói là mỗi lần mà giá cả đi lên thì chúng ta thấy được là có rất nhiều sàn không hoạt động như là sàn Bitmax và ngay cả sàn Coinbase thì CryptoWell đã đưa ra một cái bản thống kê là trong vòng mấy năm qua mỗi lần mà Bitcoin giao động mạnh thì đã có 11 lần sàn Coinbase không hoạt động trong một khoảng thời gian và đây đương nhiên là một điều mà rất là đáng tiếc cho những bạn nào mà cần phải mua bán gấp trong lúc mà giá cả dao động mạnh đi lên hoặc là đi xuống thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là không chỉ riêng là những sàn như Bitmax mà những sàn mà có uy tín hơn như sàn Coinbase cũng gặp những trường hợp tương tự và thật ra những trường hợp này là đã, đã có từ năm 2017 tại sao tới bây giờ họ vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề mà đột ngột cái số lượng người mà có nhu cầu giao dịch tăng lên 5 lần 10 lần thì mạng lưới lại bị tắc nghẽn thì rõ thường cũng không biết nhưng mà một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là khi mà giá cả dao động mạnh thì những cái trường hợp như là sàn Coinbase hay là sàn Bitmax bị offline là một trường hợp mà đã xảy ra rất là nhiều cho nên trong cái khoảng thời gian đó là giá lại càng dao động mạnh hơn tại vì những người cần mua không mua được và những người mà cần bán cũng không bán được cái vốn hóa lưu động trên thị trường sẽ bị tắc nghẽn khiến cho các phần trăm di động sẽ càng cao hơn và thường nghĩ là nếu như mà cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thường nghĩ là những cái sàn giao dịch cũng sẽ phải đối đầu với những cái vụ kiện lớn, tại vì sẽ có rất nhiều người bị thất thoát khi mà chúng ta thấy thị trường này có cái sự trưởng thành cao hơn, khi mà các bạn thấy là thị trường này có nhiều tổ chức đầu tư hơn mà cần phải bán số lượng lớn, khi mà giá cả dao động mạnh nhưng mà họ lại không thể bán thông một không được, hay là ngược lại, thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader mà bạn muốn ủng hộ thuận capital thì bạn có thể uh, tham gia những sàn giao dịch bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này thì các bạn sẽ tìm thấy những sàn như là sàn Margin FX hay là Bybit các bạn có thể đăng ký bằng cách là bấm vào link đăng ký nếu như mà các bạn tham gia sàn Margin FX đây là một sàn mà không hỗ trợ US Trader tương tự như là Bybit thì các bạn có thể tham gia thông qua link của thuật Capital sau đó bấm vào link form đăng ký để các bạn có thể đăng ký để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí và sàn Bybit thì các bạn cũng có thể là tham gia trực tiếp vào Telegram của Bybit tiếng Việt để được hỗ trợ bằng tiếng Việt thì các bạn thấy được là cả hai sàn này đều có cái bài hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn tuy nhiên giao dịch margin thì có nguy hiểm cao và đương nhiên cũng có cái cơ hội lợi nhuận cao các bạn có thể long đánh lên hay là sốt đánh xuống nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp như mà nào mà có kinh nghiệm trading và các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể đăng ký vào sàn binance bấm vào link đăng ký cũng như tương tự như là coinbase nếu các bạn là một người ở hoa kỳ có thể là đăng ký để mà mua bán bitcoin trực tiếp thông qua ngân hàng và đây là tất cả những gì mà muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này và thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn